Tập bụng có giúp cho các bạn là giảm mỡ bụng được không? Câu trả lời của mình đó là tập bụng chắc chắn sẽ giúp cho các bạn là giảm mỡ bụng, eo thon, rắn bụng, sáu múi. Nhiều người cũng hay nói rằng là tập bụng nó sẽ không khiến cho các bạn giảm mỡ bụng được đâu, không có giúp cho các bạn là tạo rắn bụng được đâu. Điều này không có đúng. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta tập bụng á, điều đầu tiên đó là cơ bụng của chúng ta nó sẽ phát triển. Chắc chắn là cơ múi bụng của chúng ta nó sẽ phát triển. Nam sáu múi, nữ sẽ tạo rãnh bụng. Thứ hai á, khi mà chúng ta tập bụng á thì cơ thể của chúng ta nó cũng sẽ mất calo, đồng thời tăng trao đổi chất trong cơ thể của chúng ta, giúp cho các bạn là giảm mỡ. Nhưng để mà các bạn có thể là giảm nhân mỡ bụng á thì các bạn hãy lưu ý cho mình hai điểm sau đây. Thứ nhất, mỡ bụng là nơi tiết mỡ sớm nhất, đồng thời cũng là nơi biến mất mỡ cuối cùng. Có nghĩa rằng là khi mà chúng ta muốn giảm mỡ bụng á mà cơ thể của chúng ta còn nhiều mỡ thừa thì buộc lòng cơ thể của chúng ta phải giảm mỡ toàn thân rồi mới đến giảm mỡ bụng. Thì chúng ta nên kết hợp tập cardio kết hợp với gập bụng. Gập bụng nó sẽ giúp cho các bạn là xây dựng cơ múi bụng này, xây dựng rãnh bụng này, và cardio nó sẽ giúp cho các bạn là giảm mỡ toàn thân đồng thời giảm luôn mỡ bụng. Cái trường hợp thứ hai đó là cơ thể của chúng ta chỉ còn mỡ bụng thôi á, thì chúng ta có thể là chọn một cách đó là chỉ gập bụng thôi, nó cũng đủ giúp cho các bạn là giảm mỡ bụng và có bụng sáu múi rãnh bụng rồi. Bởi vậy thì các bạn nhớ nha, tập bụng vẫn giúp cho các bạn là giảm mỡ bụng, vẫn giúp cho các bạn là có sáu múi rãnh bụng, nhưng nó chỉ lâu hơn nếu bạn còn nhiều mỡ thừa trên cơ thể mà thôi. Và trong cái quá trình mà các bạn luyện tập đó để mà các bạn nhân giảm mỡ bụng hơn cũng như là xây dựng cơ bụng sáu múi rãnh bụng hiệu quả hơn á, thì trước khi mà các bạn luyện tập, các bạn có thể là uống một cốc soy protein để hỗ trợ cho cái việc mà các bạn tập bụng tốt hơn, tăng cơ giảm mỡ hiệu quả hơn. Còn nếu mà các bạn đang gây mong muốn là tăng cân tăng cơ và xây dựng cơ múi bụng thì các bạn có thể là đến với sản phẩm là MacFit hỗ trợ cho cái người gầy tăng cân tăng cơ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chào các bạn nha.